Với cả khán giả của chương trình Mẹ Siêu Nhân, mình là Huy My, là em anh Bích, chị Ly. Xin chào chương trình Mẹ Siêu Nhân, mình là Hàn Hằng, mình là bạn của anh chị BD và Emily. Hàn Hằng với cả Huy My thì cũng là hai người bạn khá là thân của bọn mình. Thế nên là nhiều lúc mà bí quá, ví dụ như là các cô trợ lý cũng bận không thể đón được thì mình cũng thỉnh thoảng có nhờ hai bạn ấy đón bé và trông hai bé giúp. Được cái là hai bé nhà mình thì cũng quen với hai cô chú cũng lâu rồi, thế nên là cũng dễ dàng hơn. Cả hai cô chú thì cũng chiều, thế nên là lúc mà gặp cô chú thì các bạn ấy cũng dễ chịu hơn. Alo. Alo, về nhà chưa? Em vừa về nhà xong. Đồ thay là chị chuẩn bị rồi hay sao? À, chị để sẵn quần áo ở trong ngăn tủ của hai đứa ấy. Với cả chị có để một cái hộp đựng thức ăn đồ ăn vặt này kia ở trong tủ lạnh. Hay bỏ ra cho chúng nó ăn để tắt tivi đi. Tắt tivi đi. Chúng tôi đây à, chúng. Mẹ bảo tắt tivi rồi, không được. Không tròn, không tròn. Không là bố mắng đây, bố không cho chơi game đâu nhá. Tối hoặc ngày mai đã nhá. Ôi, vừa về nhà đã để con bật cho chúng xem. Mọi người nghe chưa? Đấy, mẹ Ly bảo tắt đi đấy. Đồ ăn chị Ly bảo để trong tủ à? Ừ. Là cái nào ấy? Đây đúng không? Chắc Ly bảo để trong cái hộp đây à? Ờ, chắc thế đấy. Có một cái hộp này. Ăn không? Ừ, vừa nhẹ. Xem mình có gì ăn kém. Ngon không? Ừ. Wow. Ăn trước hay là thay đồ trước? Chọn đi. Ăn trước. Ăn trước luôn. Thôi thay đi, thay. À. Nhưng con thích ăn trước. Thôi cho ăn trước đi nhỉ. Ừ, ăn xong rồi hãy thay đồ. Cho đồ đỡ bẩn. Thôi thay đồ mới xong. Đúng rồi. Bà My ăn rớt tùm lum. Đây, bạn ăn nhé, chú ngồi đây đây. Uống nước. Chú relax. Chú đang buồn ngủ. Đối với mình ấy, khi mà trông hai bạn thì thực ra cũng nhàn. Mình hay được nhờ như thế lắm. Có những lúc đi diễn thì bọn mình trông ở cánh gà này, hoặc là thỉnh thoảng mọi người phải đi diễn những buổi đột xuất hơn một tí ấy, thì hai bạn sang nhà bọn mình chơi. VIP Family Link hoàn đến 10% giáo dục, bảo hiểm, y tế. Mẹ Siêu Nhân, khi con ra đời, mẹ được sinh ra. Thứ bảy hàng tuần 20 giờ trên kênh VTV3, 20 giờ 30 trên YouTube Giao Quanh Show từ ngày 16 tháng 3 2024.